Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Toàn cảnh họp báo sau trận đấu U23 Thái Lan với U23 Iraq. Huấn luyện viên Nishino, không có vấn đề gì khi đổi 7 cầu thủ ở đội hình chính. Tối 14 tháng 1, Thái Lan có trận hòa 1-1 cho Iraq để vào tứ kết U23 châu Á 2020 cùng Australia. Trả lời câu hỏi của phóng viên về sự khác biệt giữa hai đội hình ở SEA Games 30 và U23 châu Á, ông Nishino cho rằng không có gì có thể nói lại về quá khứ, không có gì khác biệt giữa cách huấn luyện của tôi tại SEA Games 30 với ở đây, chỉ là vận hành khác đi. Thực sự tôi muốn quên giải đấu đó đi, chúng tôi không có nhiều trận đấu trước đó, giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, còn lịch thi đấu quá dày. Ở đây chúng tôi là chủ nhà, cầu thủ có động lực cống hiến, tích lũy kinh nghiệm, tôi hy vọng họ không bỏ cuộc. Với 3 trận đấu ở giải châu Á, cầu thủ sẽ có trải nghiệm tốt, tôi hy vọng lứa cầu thủ này sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để giúp bóng đá Thái Lan phát triển, ông Nishino nói. Với 4 điểm sau 3 lượt trận, thầy trò ông Akira Nishino giành vị trí thứ 2 bảng A. Bàn thắng của U23 Thái Lan được ghi từ chấm phạt đền ở phút thứ 2, sau đó Iraq gỡ hòa ở phút 49. Chiến lược gia người Nhật Bản nói sau trận: "Cảm ơn mọi người rất nhiều, đầu tiên là chúng tôi đã thắng và làm tốt nhiệm vụ trong trận này, dù thay đổi nhiều vị trí so với 2 trận đấu trước." Việc đổi 7 cầu thủ ở trận gặp Australia không có vấn đề gì, các cầu thủ đều có thể trạng tốt, sẵn sàng thi đấu. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ở vòng tứ kết. Cầu thủ U23 Thái Lan cần tập trung. Huấn luyện viên Nishino nhận khá nhiều câu hỏi từ các phóng viên đồng hương. Nhiều câu hỏi xoáy và cơ hội của U23 Thái Lan có thể đến Nhật Bản vào mùa hè để dự Olympic Tokyo 2020. Đó là dịp để nhà cầm quân sinh năm 1955 trở về quê. Chúng tôi có lợi thế hơn đối thủ khi đang chơi trên sân nhà. Hơn nữa U23 Thái Lan còn nghỉ nhiều hơn một ngày. Sau 3 trận, các cầu thủ đã hiểu và gắn kết hơn. Tôi muốn các cầu thủ đá chính thư giãn, sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Chiến lược gia người Nhật nói. Ông cũng tỏ ra hài lòng với các hậu vệ cánh khi làm tốt nhiệm vụ hạn chế các cơ hội mà U23 Iraq bày ra trước khung thành Thái Lan. Thầy trò ông Nishino sẽ đợi kết quả bảng B để xác định đối thủ tiếp theo. Thuyền trưởng U23 Iraq thừa nhận sự thật phũ phàng về U23 Thái Lan. Huấn luyện viên Abdul Ghani Sahad thất vọng vì U23 Iraq bị U23 Thái Lan loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020 từ vòng bảng. U23 Iraq bị U23 Thái Lan cầm hòa ở lượt trận cuối cùng bảng A U23 châu Á 2020 nên phải dừng bước ở vòng bảng. Hai đội bóng giành vé đi tiếp ở bảng đấu này đó là U23 Australia và U23 Thái Lan. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Abdul Ghani Sahad cho biết: "Ở trận đấu này chúng tôi có rất nhiều cơ hội để ghi bàn trong 10 phút đầu tiên nhưng không thể làm gì được. Chúng tôi phải dành lời khen ngợi cho U23 Thái Lan, họ là đội bóng tốt nhưng các cầu thủ của chúng tôi cũng thi đấu cố gắng. Họ sẽ tiếp tục tiến bộ để làm nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai." Mặc dù dồn ép U23 Thái Lan nghẹt thở trong khoảng thời gian cuối trận, nhưng U23 Iraq không thể ghi bàn. Huấn luyện viên Abdul Ghani Sahad thừa nhận: "Chúng tôi gặp nhiều áp lực đặc biệt từ phía người hâm mộ của đội chủ nhà. Ngoài ra, các cầu thủ của tôi là những người dưới 23 tuổi. Điều này giúp ích họ tích lũy kinh nghiệm quý báu để phát triển bản thân trong tương lai." Nói về tình huống VAR dẫn đến U23 Thái Lan ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m, huấn luyện viên Abdul Ghani Sahad cho hay: "Lúc đó trọng tài đã mất quá nhiều thời gian để tham khảo công nghệ VAR nên làm hỏng nhịp điệu của trận đấu." Thông tin tiếp theo, báo châu Á, U23 Thái Lan được VAR trợ giúp. Việc VAR được sử dụng từ những phút đầu đóng vai trò quan trọng trong trận hòa 1-1 của U23 Thái Lan trước Iraq. Qua đó, thầy trò huấn luyện viên Nishino giành vé vào tứ kết ở giải châu Á. Trang Fox Sports Asia ghi nhận những điểm nhấn đáng chú ý trong trận hòa quyết định tỷ số 1-1 của U23 Thái Lan trước Iraq tối 14 tháng 1, qua đó giành vé đi tiếp vào tứ kết giải U23 châu Á 2020. Ngay ở điểm nhấn đầu tiên, trang báo này khẳng định U23 Thái Lan được VAR trợ giúp. U23 Thái Lan bắt đầu trận đấu tại sân Rajamangala ở Bangkok, có quả phạt góc ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Cho dù quả phạt góc được phá ra an toàn, nhưng trọng tài chính nhận được tín hiệu từ tổ VAR rằng đó có thể là tình huống để bóng chạm tay, Fox Sports Asia viết. Tổ VAR sau đó xác định U23 Thái Lan được hưởng quả phạt đền và Jarensak Gonggong không bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.
Stefanos Moenta là điểm nhấn tiếp theo bên phía U23 Thái Lan mà Fox Sports Asia xác định. Cầu thủ sinh năm 2002 bỏ lỡ liên tiếp các cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 để gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà. Stefanos có những pha chạm bóng tuyệt vời trong hiệp 1, có ít nhất 4 cơ hội để gia tăng cách biệt, nhưng không thể thắng được thủ môn Iraq Ali Khatri Mahdi. Tuy nhiên, ngôi sao trẻ của Buriram United cũng được ghi nhận với khả năng chọn vị trí tốt, Fox Sports Asia nhấn mạnh. Cuối cùng, trang này ghi nhận pha cứu thua của thủ thành Khorafat Narichan đúng vào phút cuối cùng là điểm nhấn lớn nhất. Thủ thành của U23 Thái Lan cản phá được pha bóng ở cự ly 5m đúng vào phút cuối cùng. Nếu bóng đi vào lưới, U23 Iraq mới là những người đi tiếp với vị trí nhì bảng A sau Australia. Tuy nhiên, Thái Lan đã sống sót qua pha hãm thành để ghi tên vào tứ kết giải U23 châu Á 2020, Fox Sports Asia kể lại. Đây là lần đầu trong lịch sử U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng tại vòng chung kết U23 châu Á. Đối thủ của thầy trò Akira Nishino ở vòng tứ kết là đội đứng nhất bảng B. Hoa kịch tính, Thái Lan lần đầu vào tứ kết giải U23 châu Á. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn đó là U23 Iraq, bầy voi chiến thể hiện được lối chơi cực kỳ ấn tượng và giành được kết quả 1-0. Tỷ số này vừa đủ để giúp U23 Thái Lan nối gót U23 Australia vào tứ kết giải U23 châu Á 2020. Khi trọng tài chính nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Thái Lan và Iraq, huấn luyện viên Nishino và thành viên ban huấn luyện ôm nhau mừng vui. Còn trên khán đài, cổ động viên đội chủ nhà thậm chí không giấu được những giọt nước mắt vui sướng. Bởi đây là lần đầu tiên Thái Lan vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á. Hai lần tham dự trước đây, năm 2016-2018, bầy voi chiến thất bại thảm hại. Trước khi bước vào trận đấu với U23 Iraq, U23 Thái Lan đang đứng nhì bảng A với 3 điểm sau một trận thắng một trận thua. Còn U23 Iraq xếp dưới với 2 điểm sau 2 trận hòa liên tiếp. U23 Bahrain mới chỉ có 1 điểm đứng bét bảng. Với tình cảnh này, U23 Thái Lan chỉ cần kết quả hòa trước Iraq là đủ giành vé đi tiếp. Trong khi đó, U23 Iraq cần tới một chiến thắng để vượt qua vòng bảng. Dù không buộc phải thắng, nhưng U23 Thái Lan chủ động tấn công ngay từ đầu trận. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi cho đội chủ nhà khi ngay phút thứ 5, hậu vệ U23 Iraq Nazim Sawan trong pha không chiến đã đẩy bóng chạm tay và sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài cho Thái Lan hưởng penalty. Mũi nhọn Raul Ansak không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn giúp U23 Thái Lan vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp trận đấu trở nên cực kỳ sôi động. U23 Iraq phản kháng mạnh mẽ, Mohamed Nasib và Murad Mohamed thay nhau thử tài thủ thành Thái Lan với những cú sút xa trái phá nhưng đều không thành công. Sau ít phút bị U23 Iraq vượt mặt, U23 Thái Lan dần lấy lại thế trận. Bầy voi chiến tiếp tục thể hiện được lối chơi cực kỳ cơ động, khoa học và không kém phần kỹ thuật. Với khả năng áp sát nhanh, tranh chấp, quyết liệt, bọc lót tốt, U23 Thái Lan dễ dàng kiểm soát trung tuyến, liên tục có những pha lên bóng chất lượng ở hai cánh. Dù Supachai, Supachok đều ngồi dự bị, nhưng Stefanos, Jarensak cùng với Ben David đã đóng thế hoàn hảo. Bộ ba này di chuyển phối hợp cực kỳ linh hoạt. Giữa hiệp 1, cơ hội liên tiếp đến với Stefanos, nhưng đáng tiếc cầu thủ này đều bỏ lỡ với những pha dứt điểm quá hiền. Đây là điều dễ hiểu bởi Stefanos mới chỉ 17 tuổi. Quá thiếu kinh nghiệm trận mạc, đặc biệt ở giải đấu lớn như U23 châu Á. Bước sang hiệp 2, U23 Iraq tiếp tục tấn công dữ dội. Cũng từ đó khoảng trống ở cánh phải U23 Thái Lan dần lộ ra. Phút 49, Mohamed Major đi bóng táo bạo vượt qua hậu vệ cánh và trung vệ của Thái Lan trước khi căng ngang vào cấm địa. Sau tình huống khá lộn xộn, bóng tới chân của Nasib và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới Thái Lan, quân bình tỷ số 1-1. Tới lúc này, ký ức buồn ở trận thua ngược 1-2 trước U23 Australia chắc chắn lại hiện ra trong tâm trí cổ động viên Thái Lan. Nhận thấy nguy cơ bị đối thủ vượt qua, huấn luyện viên Nishino lập tức tung cả Supachai và Supachok vào sân để vực dậy tinh thần của toàn đội và nhằm cải thiện khả năng dứt điểm của hàng công. Những phút cuối trận, cả U23 Thái Lan và U23 Iraq đều có cơ hội nâng tỷ số lên 2-1, nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Bên phía Thái Lan là cú sút thiếu chính xác của Supachok, còn U23 Iraq phung phí cơ hội cực kỳ ngon ăn khi Murad Mohamed đánh đầu rất căng, nhưng bóng đi trúng vị trí thủ thành Khorafat đã chọn trước. Hòa Iraq tỷ số 1-1, U23 Thái Lan đã giữ vững vị trí nhì bảng A, qua đó cùng Australia đội hòa 1-1 trước Bahrain đi tiếp vào tứ kết giải U23 châu Á 2020.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.